Rồi xin chào tất cả các bác. Hôm nay bên trên này về cái dòng đá Mitsumi của Nhật sản xuất tại nhà máy Thái Lan nhé. Đó, thì bên em sẽ phân phối dòng Mitsumi này hàng chuẩn Japan, công nghệ Nhật Bản này, sản xuất tại nhà máy tại Thái Lan. Thì bên em cung cấp một vài sản phẩm này thì có các dòng đá như đá mài phẳng, đá mài hai đá, đá chén tùm lum hết là có đủ nhé. Thì anh em cần nhu cầu kích thước nào thì xin cho mình kích thước để mình liên hệ nhà máy. Thì đây là trên giới thiệu dòng đá mài 305 x 32 x 127, hạt 46. Đây ký hiệu của nó đây anh em coi. Làm rất là đẹp nhé. Đây là chuyên nhập trực tiếp này. Đây, anh Nhật anh Thái này anh nào cũng rất là cẩn thận. Giấy rồi thì bảo vệ bìa cắt tông này, làm đọc cái bìa cắt tông bảo vệ thôi mà đã thấy quá cẩn thận rồi. Đó, đá chất lượng nhá, đá này mài cho thép các loại, thép sau nhiệt SKD 1161 lên nhiệt rồi ok nhé, hàng mới 100% nhập khẩu. Nên Nhật anh làm quá kỹ luôn. Đóng hàng quá. Rồi thì các bác nào cần thì liên hệ chuyên qua số điện thoại 0989821011. Thì sẽ cung cấp cho tất cả các bác các mặt hàng về đá mài này. Thì anh em có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại 0989821011 hoặc Zalo số đó luôn. Dịch bệnh thì nó cũng có thể là vài nữa thì cũng sẽ dỡ phong tỏa thì hàng hóa nó cũng sẽ lưu thông, thì anh em cũng dám vượt qua dịch bệnh này. Thì xin chúc anh em thật nhiều sức khỏe và công việc thuận lợi vượt qua đại dịch, đại gia đình luôn luôn sức khỏe nhé. Anh em xem được thì like, chia sẻ hội chuyên để giới thiệu về mọi người cho biết đến chuyên tu nhiều hơn. Cung cấp cho đá xịn sò cho anh em để mài cho nó chất lượng. Mài mấy cái đá thường thường thì nó rất tốt đá và không đẹp về mặt sản phẩm, không đạt độ bóng. Để anh em có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại hoặc Facebook Nguyễn Đức Xuyên, Nguyễn App hoặc là Zalo, Xuyên sẽ trả lời báo giá cụ thể từng loại nhé. Thì dịch nó về thì cũng hơi chậm nên là anh em phải đặt hàng, có thể là đặt hàng trước thì chưa sẽ chuẩn bị và sắp xếp hàng về anh em xem được like, chia sẻ thì quên đăng ký kênh để xem video thì nó sẽ tự gửi tới cho anh em xem. Anh em sẽ mua được những sản phẩm bên trên. Xin chúc anh em một sức khỏe và mong anh em hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ chương trình like. Xin chào anh em.